Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube âm thanh ánh sáng Hoàng Huy của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay bên mình đang có lên một dàn âm thanh về Diễn Long. Cấu thành dàn âm thanh gồm một cặp phương đôi 40 JBL, một cặp sức anti 50, bộ mixer CMX 8-2, micro hông dây anti 680F, bộ lọc DBX 2231, cước server DBX 223 và hai cục đẩy CA 20. Bây giờ bên mình sẽ test thử dàn âm thanh này nhé. Các bạn hãy like cũng như đăng ký kênh để nhận những video mới nhất.